Hello, xin chào tất cả những các bạn nha. Cũng như cả vui các bạn quay trở lại kênh mình. Mình là Trung Ký Shooter này, thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục con game Ninja Vua nha. Bắt đầu là mình đã không có hút nữa phải. Dùng phi tiêu, dùng phi tiêu. Ôi rồi. Ai à. Out.
Là biết phim ở đâu rồi à? Vui đó. Gần ném hai phát nữa rồi, nó sẽ chết. Đã biết cách rồi. Tao xiên cho mày phát. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Yeah.
Mẹ tao xuyên cho mày phát. Ào, không thể quay lại đâu. Get go. Done. Thế mà này có điều gì hết tao out. Phew.
Mình ghét việc này. Rap. Ow. Mày. Cuối cùng thì mình đã vào được bên trong. Tóc xiên cho mày phát. Oh my god. Thế này, ở đây có gì không? Thank you.
Ai à. Cúi nhỉ. Động phải cứ bè động phải kia là ra chết. Cái gì đây? Ôi chết rồi, chết rồi, vẫn phải chưa là đeo rồi. Chết rồi, đã phải tia laser rồi. Đây là mình sẽ quay lại chỗ ban đầu. Bơi. Bơi. Ai à. Thank you.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày, mày, mày. Fuck. Yeah, yeah. Yeah. Còn hơn chúng ta có 20 viên pha lê. Đây lại cái màn này. Đây là xong. Trời ơi. Thank you.
Các em bạn bè mình đã biết rồi. Ok. Má đéo chơi rồi. Vứt mẹ game. Bỏ.